Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mây nhiều và nhiệt độ tăng lên là diễn biến thời tiết các tỉnh miền Bắc trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay. Lúc này, miền Bắc được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, trời vẫn còn rét với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng từ 15 cho đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Miền Bắc sẽ có nắng muộn hơn một chút so với ngày hôm qua, nhưng nền nhiệt được dự báo sẽ tăng lên. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Còn với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Với miền Trung, tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, trong ngày hôm nay trời cũng sẽ có nắng trở lại. Còn ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, mây vẫn còn nhiều, nhưng mưa chỉ còn xảy ra lác đác ở một vài nơi. Còn ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, không còn ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nữa, nên từ trưa và chiều nay, ở đây cũng trở lại với tiết trời nắng ráo. Mức nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng có xu hướng tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế là từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này cũng đang có một lớp sương mù nhẹ bao phủ, nhưng lớp sương mù này sẽ tan nhanh thôi vì khoảng từ 1 đến 2 tiếng nữa thì nắng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cường độ nắng trong ngày hôm nay không quá mạnh nên mức nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Trên biển, thời tiết đang có xu hướng chuyển tốt dần. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 nên vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc chỉ còn ở mức cấp 4 đến cấp 5. Mưa rào và dông xảy ra ở mức rải rác nên tầm nhìn xa chỉ khoảng từ 4 cho đến 10 km. Nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật vẫn còn. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.